Nếu chúng ta niệm Phật mà có thể cứu mình thôi thì chúng ta cứ làm đi. Còn chúng ta, tôi, ai đó đồng tâm với tôi, chúng ta trì lăng nghiêm để giữ chánh pháp mãi trường tồn. Mục đích này nó lớn hơn là cứu mình, để cứu được vô số chúng sanh, để ngăn ngừa được cái sự tàn phá của ma lực ở cõi ta bà này. Thì chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa và hơn nữa. Vì cái sự nỗ lực khổ hạnh của chúng ta trong đời này, cho dù có hết sức đi nữa, cũng cũng còn rất là nhẹ hơn cõi địa ngục lắm luôn các vị. Sướng hơn cõi địa ngục lắm lắm luôn các vị. Chúng ta thật luôn đó, không có cái nỗi đau nào bằng nỗi đau địa ngục hết. Cho nên chọn cái nào, chọn cái khổ sơ sơ hiện bây giờ hay chọn cái khổ địa ngục vĩnh viễn, chúng ta có chắc là chúng ta niệm Phật đời này chúng ta vãng sanh Tây phương Cực Lạc không? Nếu chắc thì các vị làm đi. Còn nếu mà chúng ta chắc là chúng ta trì lăng nghiêm mà cứu được mình, cứu được chánh pháp mãi trường tồn, cứu được bản thân ta, thì chúng ta phải nỗ lực hơn nữa và hơn nữa. Và đừng hỏi khó quá, tại sao vậy? Tại sao và tại sao? Đừng hỏi tại sao nữa. Đừng hỏi nữa, mà hãy hành đi. Nếu chúng ta thật sự tin, thì chúng ta nỗ lực làm đi. Đừng có hỏi nữa. Khi chúng ta vẫn còn lăn tăn len ten, thì ai đó sẽ tác động chúng ta liền ngay lập tức. Và làm cho chúng ta rối hơn nữa. Rối hơn nữa. Để khi đó chúng ta không có còn biết mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa hết. Vì chúng ta lực tu quá yếu, cho nên họ sẽ điều khiển chúng ta, dẫn dắt chúng ta rất là dễ dàng. Vì đây là cõi của họ. Các vị nhớ nha, chúng ta đã từng làm con của họ, bây giờ chúng ta không muốn làm con của họ nữa. Thì họ sẽ tìm đủ cách để không cho các vị thoát khỏi vòng tay của họ. Đơn giản vậy đâu. Nếu không có lực lăng nghiêm, chúng ta không thể nào, rất khó, cực kỳ khó để thoát khỏi vòng tay của họ, rất khó để về nhà với Phật trong đời này. Cho nên các vị biết rất rõ rồi thì hãy chọn cho mình con đường đi đi. Vân không ép các vị đâu, nhưng nếu tất cả các vị không đi, Vân cũng đi một mình, Vân cũng đi, Vân nói hết sức, làm hết sức mà các vị không, vẫn còn lăn tăn, vẫn còn không hiểu, vẫn còn không không tin, thì Vân cũng đi một mình, Vân không chờ các vị đâu. À, cho nên Vân chỉ mong và tha thiết mong các vị hãy nắm bắt cơ hội mình đang có trong tay và hãy tập trung hiện tại. Hiện tại đi. Đừng có mơ mộng là khi cần tư nghiệp đến ai đó, một thiện tri thức nào đó cứu mình. Hay là khi ra đi, ai đó cũng có thể cứu mình. Không có đâu các vị. Không có phải may mắn vậy đâu. Cho nên đừng đừng có ỷ lại vào không biết phước báo mình như thế nào, còn hay không nữa. À, cho nên hãy nỗ lực ngay bây giờ và hãy tin là chỉ có mình mới có thể cứu mình, mới có thể cứu mình. Đừng trông chờ bất cứ con cháu hay bất cứ ai có thể cứu mình hết, chỉ có bản thân mình mới có thể cứu mình thôi. Tin vào điều đó và nỗ lực ngay bây giờ để cứu mình, cứu mình, cứu mình. Đừng để quá muộn, đừng để lúc đó mới thuộc cái bài hát muộn màng thì nó cũng quá trễ các vị nhé.